học tiếng Anh cùng bạn. Hello, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ đến một cái bài học rất là tuyệt vời trong cái buổi ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ ôn lại cái câu What's your job? Là hỏi về nghề nghiệp của bạn là gì? Thì phần này là phần luyện nghe qua một cái bài khóa. Và cái bài khóa này nó đục nỗ, nó không cho chúng ta biết hết nội dung mà ta nó bắt chúng ta nghe và điền vào đây thì nó toàn là những cái từ mới mà chúng ta đã học được rồi thì ở đây cái mục đích là bài này nó muốn cho chúng ta ôn lại về câu phủ nhận, về câu phủ nhận và câu trả lời ngắn tức là negative và short answers. Thì ta có từ short là ngắn và từ answer là câu trả lời thì nó nói về câu trả lời ngắn thôi. Đúng không? Thì ta sẽ học về phần câu trả lời ngắn thì câu trả lời ngắn các bạn học rồi. Đúng không? Câu trả lời ngắn các bạn trả lời là no. Đấy, no thì đi với I am not đấy hoặc là trả lời là yes đấy, nếu mà dùng với ngôi he thì ta sẽ có là no he is he not hoặc là he isn't viết tắt đi à, viết tắt như này còn yes thì cũng là hiện yes he is thôi đúng không đây là các câu trả lời ngắn đấy. chúng ta câu trả lời ngắn là câu trả lời có hoặc không đấy. chúng ta chỉ đơn thuần là có hoặc không mà thôi à, chúng ta trả lời yes là có no là không thế nhưng cái vấn đề các bạn sẽ thấy là nếu trả lời yes hoặc no thôi thì nó sẽ mất lịch sự nên ta sẽ là uh, no am not hoặc là no he isn't hoặc yes um, yes I am hoặc là uh, yes y, đúng không? Đây tương tự cho thay cái ngôi khác bạn thấy thôi đúng không? Như chúng ta nói là dây a này ạ à, dây đi với a thì uh, dây a thì viết not vào đây dây a rồi đó đấy còn uh, yes dây a câu trả uh, lời ngắn là như vậy còn câu phủ nhận thì chúng ta học rồi đúng không câu phủ nhận đây. Khi mà chúng ta phủ nhận thì chúng ta chỉ cần thêm cái not. Cái not này vào là xong, đúng không Cái not này theo đuôi cái to be là xong. Thì chúng ta có thể viết tắt là a hoặc he đúng không Chúng ta nhìn đây này. Cờ... phủ định đúng không? Thì chúng ta chỉ cần thêm i am not này, ví dụ thế hoặc là she is not ở hi he is not hoặc they are not, đấy. hoặc là she isn't, đấy, e dần đây, e dần đây, he dần đấy. cái câu trả lời ngắn này. Ô, câu trả lời ngắn thì là chỉ is yes, I am, no I'm not uh, yes, it, uh, yes, it Is it hoặc là no it isn't Đấy, Rất dễ thôi đúng không ạ Không có gì khó cả Bài này nó cho chúng ta Bài này chỉ bắt chúng ta một việc thôi Đó là điền cái từ còn thiếu ở chỗ trống này Thì còn từ mới thì các bạn học hết rồi Thì mình sẽ nói qua một phần Rồi mình với các bạn cùng nhau luyện nghe nhé Thì cái phần ở đây Đó là Nó cho chúng ta một cái visit the course Tức là Một cái thẻ của hành khách khách hàng, chạy thông tin khách hàng thì có tên này. Japanese đến từ Houston, Texas, công việc là police officer, sĩ quan cảnh sát. Age tuổi là 25, Mary thì chưa có kết hôn. Thì à, chúng ta có được các thông tin như vậy. Thì à, nếu như học trên lớp thì chúng ta sẽ đứng dậy để trả lời các câu hỏi. Thì à, sau khi cái bài hóa này xong thì chúng ta đã hiểu về cách à, hỏi về thông tin đúng không Hỏi về thông tin thì chúng ta sẽ đứng dậy trước lớp và chúng ta nói chuyện hỏi với nhau ví dụ hỏi là are you from United States là no I'm not are you a businessman bạn là một thương gia phải không no I'm not chẳng hạn are you married yes I am tôi đã cưới chồng chưa tôi có rồi đúng không ạ are you student bạn là học sinh phải không sinh viên phải không à, đúng rồi are you are you 18 bạn 18 tuổi phải không bạn đúng là tôi 18 tuổi ví dụ thế ta có những câu hỏi như thế thì bây giờ các bài này là mình sẽ nói qua một chút để các bạn thể nghe được nhé nói qua một chút is your name Jeff? Yes, it is. From England, Jeff? No, I'm not from England. I'm from Houston, Texas. Thì nó sẽ hỏi là what's your job? Đúng không? Hoặc là are you? Thì đây cái câu này nó nói là a police officer. Thì trước này nó sẽ làm một cái từ gì các bạn đoán đi. À, mình đoán là are you nhá. A police officer. Đây là mình đoán như vậy. Thì sau đó là, yes, I am. Đúng, đúng, rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Yes, I am là tôi đúng rồi. Vâng, đúng rồi thì đây có từ 23 thì các bạn đoán đi 23 tuổi Đấy, rất dễ thôi các bạn đoán là rất dễ hai cái tiểu chỗ con trống là cực kỳ dễ no Đấy, các bạn điền no sau từ no là gì no là gì câu trả lời ngắn là gì Đấy, sau, I am 25 đúng không tiếp theo merit Đấy, trước thì merit hỏi về merit hỏi về cái việc là đã kết hôn chưa thì hai từ cần hỏi là gì đúng không Tape script 3.6. Is your name Jeff? Yes, it is. Are you from England, Jeff? No, I'm not from England. I'm from Houston, Texas. Are you a police officer? Yes, I am. Are you 23? No, I'm not. I'm 25. Are you married? Yes, I am. Is your name Jeff? Yes, it is. Are you from England, Jeff? No, I'm not from England. I'm from Houston, Texas. Are you a police officer? Yes, I am. Are you 23? No, I'm not. I'm 25. Are you married? Yes, I am. Is your name Jeff? Yes, it is. Are you from England, Jeff? No. I'm not from England. I'm from Houston, Texas. Are you a police officer? Yes, I am. Are you 23? No. I'm not. I'm 25. Are you married? Yes, I am. Is your name Jeff? Yes, it is. Are you from England, Jeff? No, I'm not from England. I'm from Houston, Texas. Are you a police officer? Yes, I am. Are you 23? No, I'm not. I'm 25. Are you married? Yes, I am.